Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Phật Bảo, con kính đảnh lễ Pháp Bảo, con kính đảnh lễ Tăng Bảo. Dạ, con kính lễ Sư Tinh Tuệ, con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Dạ, con thưa sư, sắp tới Hồng Mai sẽ tham dự khóa thiền 10 ngày, nên thời tụng kinh Tam Bảo hôm nay sẽ do chị Diệu Thiện đảm trách ạ. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời chị Diệu Thiện thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con là Diệu Thiện, kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào cả lớp. Con xin được đại diện lớp để tụng kinh Tam Bảo. Sakhe kame charupe girisikaratate chandalikhe vimane dibe rakte chagame taruanagahane ghe havatum hikete bumma chayan tu dewa chalatala visame yakha ganthapanaga tithanta santike yang Munivaravachanang sathavo me sunantu thamma savanakalo ayam padanta. Thamma savanakalo ayam padanta. Thamma savanakalo ayam padanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Iti biso bhagava arahang samma sambuddho viccha charana sambanno sugato lokavido anottaro purisa namma sarati sattha deva manosanam buddho bhagavate nati me saranam anyam buddho me saranam varang ete na sacha vecce na ho tu me chaya mangalang otta mangge na vande hang bada mang sung varotta mang bhutte yo kalito do so bhutto khama tu tang mamang swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehibasiko obanajiko Bacha tang ve di tap bo vinh nhu hi ti. Nati me saranang anyang tham mô me saranang warang. E te na sa cha vecce na ho tu me cha ya mangalang. Uta mangge na wande hang tham manh cha du vi thang warang. Tham me yo kalito do so tham mo kamatu tang mamang. Supati panno bhagavato sāvaka sangho. Ucupati panno bhagavato sāvaka sangho. Nyanya pati panno bhagavato sāvaka sangho. Sami cipati panno bhagavato sāvaka sangho. Yadid dang chat. Tari burisa yuga niyatha burisa bhukgala esa bhagavato sāvaka sangho ahuneyo bahuneyo dakkhineyo
Anjalikalani yo anuttarang bunyakhetang lokasate. Nati me saranang anyang, sangko me saranang warang. Ete nasacha vecce nahotu me chaya mangalang. Uttamange na wandehang sangkancha duvithottamang. Sangke yo kalito doso sangho kamatutang mamang. Wanda mi che tiyang sabbang sabbatane supatititang. Saririka datu maha boting buddharubang sakalang sada. Sambutte attavi sancha doada sancha sahasake. Bencha sata sahasa ninama misirasa aham. Te sang thammancha sangkhancha adhare. Nanama miham. Namakanara. Nupa vena hantua sabbe ubadawe. Aneka antara. Ya bivina santu asse sato. Sambutte bencha bencha sang. Cha cha tu vi sa ti sa sa ke da sa sa ta sa 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 ni na ma mi si ra sa aham te sang tham manh cha sang khanh cha da re na na ma mi ham na ma ka ra nu pha ve na han toa sap be u ba da we ane ka an ta ra ya bi vi na san tu a se sa to Sambutte nakuttarasate attachattali sasahasake visati sastasahasa ninamami sirasa aham te sang thammancha sangkhancha adare nanamami hao namakara nupave nahantua sabbe ubadave Aneka antara ya bivina santu asse sato. Sabbe purati maya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe purati maya anudisaya satta avera sukhi hontu. Sabbe dakkinaya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe dakkhinaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Sabbe paccimaya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe paccimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe Taraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Sabbe ubarimaya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe hettimaya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe satta avera hontu. Sukita hontu. Nikdukha hontu. Abhya bacha hontu. Anika hontu, dika yuka hontu, aroga hontu, sambatti hi sammicchantu sukhi atanang bariharantu, dukkha patta chanit dukkha, paya patta chanit paya, soka patta chanit soka hontu, sabbe vibhanino. Dạ thưa, con đã tụng xong ạ. Xin kính tri ân sư, kính chào cả lớp. Chắc cô Phúc bị chung bận gì ra. Rồi bây giờ chúng ta học bài ha. Con quên bật mic, dạ được rồi. Con kính dâng mic đến sư. Recording in progress.
Dạ thưa sư, con chưa thấy bài thưa sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Hải Giá, Nam mô Sang Khải Giá. Xin chào các học viên. Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần nhị đề tiểu đỉnh. Trước khi học cái phần này thì chúng ta cũng đọc ôn lại bài học. Ôn lại bài học. Nhị đề tiểu đỉnh Chulan Tara Dukkha. Câu số 7, nhị đề số 7. Hả? Chưa thấy màn hình thưa sư. Chưa thấy màn hình hả? Dạ con chưa thấy bài thưa sư. Như đề tiểu đỉnh Chua Lâm Tá Rắc Đúc Cát. Như đề số 7 Sapachiya Thamma Các Pháp Hữu Duyên. Sapachiya Thamma Các Pháp Vô Duyên. Câu số 8, Sangata Thamma các pháp hữu vi. Asangata Thamma các pháp vô vi. Như đề số 9, Sanidassana Thamma các pháp hữu kiến. Anidassana Thamma các pháp vô kiến. Số 10, Sappatikha Thamma các pháp hữu đối chiếu. Appatikha Thamma các pháp vô đối chiếu. Như đề số 11, Rupino Thamma các pháp sắc, Arupino Thamma các pháp vô sắc. Số 12, Lokiya Thamma các pháp hiệp thế, Lokuttara Thamma các pháp siêu thế. Như đề số 13, Kenachi Vinaya Thamma các pháp có phần đáng bị biết, Kenachi Vinaya Thamma các pháp có phần không đáng bị biết. Cái này hôm trước thì sử dụng cái chữ mà tâm ứng tri, tâm bất ứng tri đó, xài theo cái bản dịch mới, nhưng mà bây giờ tại mình xài theo cái bản giáo trình mà của ngài Bạch Thượng ngày in trước, cho nên sẽ chỉnh lại cho nó giống trong cái bản của ngài Bạch Thượng. Thật ra cái này dịch các pháp có phần đáng bị biết thì nó hơi khó nghe. Có phần đáng được biết là không đáng được biết thì nó đã tí. Tụ thứ ba là tụ lậu. Asawa Gochika. Như đề 14, Asawa Thamma các pháp lậu. No Asawa Thamma các pháp phi lậu. Sasawa Thamma các pháp có cảnh lậu. Anasawa Thamma các pháp phi cảnh lậu. 16, Asawa Samayutta Thamma các pháp tương ưng lậu. Asawa Vipayutta Thamma các pháp bất tương ưng lậu. 17, Asawa Chiva Thamma Sasawa Chak các pháp lậu cảnh lậu. Sasawa Chiva Thamma No Chak Asawa các pháp cảnh lậu phi lậu. 18, Asawa Chiva Thamma Asawa Samyutta Cha các pháp lậu tương ưng lậu. Asawa Samyutta Chiva Thamma No Cha Asawa các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19, Asawa Vipayutta Kho Panna Thamma Sasawa Pi Anasawa Pi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Rồi giờ chúng ta đọc bài ha. Ai đọc được trước là giơ tay lên để chúng ta đọc trước. Đọc hai tụ. Rồi ai đọc được trước là giơ tay lên để chúng ta đọc. Con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư, con kính lãnh đại sư, con xin đọc bài nhị đề tiểu đỉnh Chulan Tara Dukkha 7. Sappachaya Thamma các pháp hữu duyên. Appachaya Thamma các pháp vô duyên. 8. Sankhata Thamma các pháp hữu vi. Asankhata Thamma các pháp vô vi. 9.
Sanidassana Thamma các pháp phổ kiến. Anidassana Thamma các pháp vô kiến. 10. Sapatikha Thamma các pháp đối hữu đối chiếu. Appatikha Thamma các pháp vô đối chiếu. Dạ, con kính sư, nhờ sư đẩy lên giúp con ạ. 11. Rubino Thamma các pháp sắc. Arubino Thamma các pháp vô sắc. Lokiya Thamma các pháp hiệp thế. Lokottara Thamma các pháp siêu thế. 13. Kenachi Vinyaya Thamma các pháp có phần đáng bị biết. Kenachi na Vinyaya Thamma các pháp có phần không đáng bị biết. Dạ, thưa sư lại tiếp lên con ạ. Tụ lậu Asawa Gochaka. 14. Asawa Thamma các pháp lậu. No Asawa Thamma các pháp phi lậu. 15. Sasawa Thamma các pháp có cảnh lậu. Anasawa Thamma các pháp phi cảnh lậu. 16. Asawa Sambayutta Thamma các pháp tương ưng lậu. Asawa Vipayutta Thamma các pháp bất tương ưng lậu. 17. Asawa chê quá thamma sawa chắc các pháp lậu cảnh. Các pháp lậu cảnh lậu. Sawa chê quá thamma nồi chắc asawa các pháp cảnh lậu phi cảnh lậu. 18. Asawa chê quá thamma Asawa Sambayutta cha các pháp lậu tương ưng lậu. Asawa Sambayutta chê quá tham mano cha Asawa các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19. Asawa Vipayutta khô paná tham ma sa sawa pi anasawa pi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu. Các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Bạch sư, con đọc xong à. Để ý, mặc dù mình đọc được, cũng phải để ý người ta đọc một tí, nếu cứ đọc theo mình đó là bị mốt, mình đọc không ai nghe được. Ví dụ ở đây mình có cái câu là Asawa Sambayutta Chiwa Thamma No Chak Asawa. Ở đây cái chữ, tại cái chữ Thamma nó rời. Chữ tham ma nó rời cho nên mình dừng nó ở đây. Còn cái tự nhiên mình đọc Asawa Samyutta chi quá tham ma no cha Asawa, tự nhiên mình dừng ở đó. Nếu mình muốn tại cách đọc bình thường á, nếu mình thấy từ đó dài ngoài trừ mình đọc dấp thôi, còn nếu mình có thể đọc được hết một từ thì mình cố gắng đọc cho nó hết một từ. Rồi chúng ta dừng nó. Cảm ơn cách đọc với cách tụng nó khác nhau. Cách đọc với cách tụng khác nhau. Đọc tìm đọc từng từ. Còn cái cách tụng nó là tại vì nó liên quan đến cái âm ngắn âm dài, cho nên mình mới tụng nó là cái chỗ nào âm ngắn thì mình tụng nhanh nó lên, mình tụng ghép nó lại. Còn chỗ nào âm dài thì mình cùng giãn nó ra, kéo dài nó ra. Hoặc là chỗ nào của âm đôi thì đọc nhắn nó. Dạ, con cảm ơn sư chỉ dạy. Dạ, xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính minh lễ sư Thượng Tuệ, kính chào các học viên trong lớp. Dạ, con xin đọc bài ạ. 2. Nhị đề tiểu đỉnh Chu Lam Tá Á Đúc Cá. 7. Sắp Bách Cha Gia Tham Ma các pháp hữu duyên. Appachaya Thamma các pháp vô duyên. 8. Sankhata Thamma các pháp hữu vi. Asankhata Thamma các pháp vô vi. 9. Sanidassana Thamma các pháp hữu kiến. Anidassana Thamma các pháp vô kiến.
người Sattatika Thamma, các pháp hữu đối chiếu, Appatika Thamma, các pháp vô đối chiếu. Dạ thưa sư, xin ấy lên ạ, ấy lên giùm con ạ. 11. Rupino Thamma, các pháp sắc, Arupino Thamma, các pháp vô sắc. 12. Lokiya Thamma, các pháp hiệp thế, Lokuttara Thamma, các pháp siêu thế. 13. Kenachi Vinaya Thamma, các pháp có phần đáng bị biết. Kenachi Na Vinaya Thamma, các pháp có phần không đáng bị biết. À, thưa sư xin đẩy lên nhìn con à. Ba La Mã Tụ Lậu Asawa Gocchaka. 14. Asawa Thamma, các pháp lậu. No Asawa Thamma, các pháp phi lậu. 15. Sasawa Thamma, các pháp có cảnh lậu. Anasawa Thamma, các pháp phi cảnh lậu. 16. Asawa Sampayutta Thamma, các pháp tương ưng lậu. Asawa Vipayutta Thamma, các pháp bất tương ưng lậu. 17. Asawa Chewa Thamma Sasawa Cha, các pháp lậu cảnh lậu. Sasawa Chewa Thamma No Cha Asawa, các pháp cảnh lậu phi lậu. Dạ thưa sư, xin đẩy giùm con. Dạ cảm ơn sư. 18. Asawa Chewa Thamma Asawa Sampayutta Cha, các pháp lậu tương ưng lậu. Asawa Sampayutta Chewa Thamma No Cha Asawa, các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19. Asawa Vipayutta Khopana Thamma Sasawa Piana Sawa Pi, các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Thưa sư, con đã đọc xong, con kính tri ân sư ạ. Dạ kính mời chị Dự Thiện ạ. Dạ chị Dự Thiện chưa mở mic ạ. Dạ con xin lỗi ạ, con kính tri ân sư, con xin được đọc bài số 2 La Mã Nhị Đề Tiểu Định Chu Lan Tara Dukha. Số 7 Sappachaya Thamma, các pháp hữu duyên. Appachaya Thamma, các pháp vô duyên. Số 8 Sankhata Thamma, các pháp hữu vi. Asankhata Thamma, các pháp vô vi. Số 9 Sanidassana Thamma, các pháp hữu kiến. Anidassana Thamma, các pháp vô kiến. Số 10 Sappatika Thamma, các pháp hữu đối chiếu. Appatika Thamma, các pháp vô đối chiếu. Dạ thưa sư, con đọc hết cái phần 1. 11 Rubino Thamma, các pháp sắc. Arubino Thamma, các pháp vô sắc. 12. Lokiya Thamma, các pháp hiệu thế. Lokuttara Thamma, các pháp siêu thế. 13. Kenachi Vinaya Thamma, các pháp có phần đáng bị biết. Kenachi Na Vinaya Thamma, các pháp có phần không đáng bị biết. Vinaya ha, không phải là Vinay, Vinay. Vinaya Thamma. Số 3 Tụ Lậu Asawa Gocchaka. 14 Asawa Thamma, các pháp lậu. No Asawa Thamma, các pháp phi lậu. 15 Sasawa Thamma, các pháp có cảnh lậu. Anasawa Thamma, các pháp phi cảnh lậu. 16 Asawa Sambayutta Thamma, các pháp tương ưng lậu. Asawa Vipayutta Thamma, các pháp bất tương ưng lậu. 17
A sa hòa chê quá thầm ma sa sa hòa chá các pháp lậu cảnh lậu. Sa sa hòa chê quá thầm ma nô chá a sa hòa các pháp cảnh lậu phi lậu. Dạ thưa sư tiếp. 18. A sa hòa chê quá thầm ma a sa hòa sầm bá vô ta chá các pháp lậu tương ưng lậu. A sa hoa sam ba yo ta che wa tham ma no che a sa hoa các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19. A sa hoa vip ba yo ta pho ba na tham ma sa sa hoa bi ana sa hoa bi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Dạ tư sư con đã đọc xong, con kính tri ân sư. Dạ, dạ. Xin mời đạo hữu tụng phỉ ạ. Thì thiện mấy nghe lời cái băng tụng kinh để tập đọc kinh lại cho nó đúng với người ta nha. Đọc gì là không được á. Xin mời Diệu Thủy. Dạ, con kính lễ sư, con kính chào cả lớp, con xin đọc bài ạ. Dạ. Số 2, nhị đề tiểu đỉnh, chu lăn ta rá đúc khá, sắp bách chá gia tham ma, các pháp hữu duyên, á bách chá gia tham ma, các pháp vô duyên. Số 8, sang khá ra tham ma, các pháp hữu vi. San khata tham ma các pháp hữu vi, asan khata tham ma các pháp vô vi. Số 9, sanidasana tham ma các pháp hữu kiến, anidasana tham ma các pháp vô kiến. Số 10, sapatika tham ma các pháp hữu đối chiếu, apatika tham ma các pháp vô đối chiếu. Xin sư đẩy bài giúp con ạ. Số 11, rupino tham ma các pháp sắc, rupino tham ma các pháp vô sắc. 12, lokija tham ma các pháp hiệu thế, lokuttara tham ma các pháp siêu thế. Số 13, kề na chi vần nhầy ra tham ma các pháp có phần đáng bị biết, kề na chi na vần nhầy ra tham ma các pháp có phần không đáng bị biết. Phần 3, tụ lậu. Sa quá gốc chắc hà. 14. Sa quá gốc chắc hà. Số 14. Sa quá tham ma các pháp lậu. Nô sa quá tham ma các pháp phi lậu. 15. Sa quá tham ma các pháp có cảnh lậu. Ana sa hòa tham ma các pháp phi cảnh lậu. 16. Asa hòa sam pa rút ta tham ma các pháp tương ưng lậu. Asa hòa vipa rút ta tham ma các pháp bất tương ưng lậu. Asa hòa che hòa tham ma sa hòa chá các pháp lậu cảnh lậu. Sa sa hòa chê quá tham ma nô chá a sa hòa các pháp cảnh lậu phi lậu. Sao đọc bên ly lâu mới học đọc tốt hơn đọc lâu đọc. Dạ, thưa sư mấy cái bài để con không thổ được ôn. Con xin lỗi sư. Số 18. Sa hòa chê quá tham ma sa hòa sam pa rút ta chá các pháp lậu tương lậu. Sa hòa sa chá sawa sampajutta che wa thamma no cha sawa các pháp tương ưng lậu phi lậu. Số 19. Sawa vipajutta hopana thamma sa sawa pi ana sawa pi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Vâng.
Con xin tri ân sư ạ. Dạ, xin mời đạo hữu An Nhiên ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và con kính đảnh lễ sư, con kính chào cả lớp, con xin đọc bài ạ. Số 2 nhị đề tiểu đỉnh Chu Lan Tá Rá Đúc Cá 7 Xăm Xăm Tắp Bát Chá Gia Thầm Ma Các Pháp Hữu Duyên Áp Bát Chá Gia Thầm Ma Các Pháp Vô Duyên 8 Sân Khá Ta Thầm Ma Các Pháp Hữu Vi Á Sân Khá Ta Thầm Ma Các Pháp Vô Vi 9 Xá Ní Đát Xá Na Thầm Ma Các Pháp Hữu Kiến A Ní Đát Xá Na Thầm Ma Các Pháp Vô Kiến 10 Sáp Bát Tí Gà Thầm Ma Các Pháp Hữu Đối Chiếu Áp Bát Tí Gà Thầm Ma Các Pháp Vô Đối Chiếu. Dạ sư kéo giùm con. Mười một Rubino Thầm Ma Các Pháp Sắc Arubino Thầm Ma Các Pháp Vô Sắc 12 Lô Khi Gà Thầm Ma Các Pháp Hiệp Thế Lô Cút Ta Ra Thầm Ma Các Pháp Siêu Thế 13. Kê Ná Chí Vinaya Vinaya Thầm Ma Các Pháp có phần đáng bị biết Kê Ná Chí Ná Vinaya Thầm Ma Các Pháp có phần không đáng bị biết 3. Tụ Lậu A Xá Quá Gốc Chắc Cá 14. A Xá Quá Thầm Ma Các Pháp Lậu Nô A Sá Hoa Thầm Ma Các Pháp Phi Lậu 15. Sa Sá Hoa Thầm Ma Các Pháp Có Cảnh Lậu A Na Sá Hoa Thầm Ma Các Pháp Phi Cảnh Lậu 16. A Sá Hoa Sâm Bá Dút Ta Thầm Ma Các Pháp Tương Ưng Lậu A Sá Hoa Quýt Bá Dút Ta Thầm Ma Các Pháp Bất Tương Ưng Lậu 17. A Sá Hoa Chê Quá Thầm Ma Sa Sá Hoa Chá Các Pháp Lậu Cảnh Lậu Sa Sa Sá Hoa Chê Quá Thầm Ma Nô Chá A Sá Hoa Các Pháp Cảnh Phi Lậu Các Pháp Cảnh Lậu Phi Lậu Sư kế hình con mười tám a sáu hòa chê quá thầm ma a sáu hòa sầm bá dút ta chát các pháp lậu tương ưng lậu a sáu hòa sầm bá dút ta chê quá thầm ma nô chát a sáu hòa các pháp tương ưng lậu phi lậu mười chín a sáu hòa viết bá dút ta khô bá ná thầm ma sa quá sa sáu hòa bí a na sáu hòa bí Các pháp bất tương ưng lậu, cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu, phi cảnh lậu. Dạ, thưa sư, con đã đọc bài xong. Dạ, xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, con xin kính lễ lễ sư ạ. Con xin được đọc bài ạ. A Sá Hoa Gốc Chá Cá 14. A Sá Hoa Tham Ma Các Pháp Lậu. No. A Sá Hoa Thầm Ma Các Pháp Phi Lậu 15. Sao Sá Hoa Thầm Ma Các Pháp Có Cảnh Lậu. A Na Sá Hoa Thầm Ma Các Pháp Phi Cảnh Lậu 16. A Sá Hoa Sam Bá Vít Ta Thầm Ma Các Pháp Tương Ưng Lậu. A Sá Hoa Vít Bá Vít Ta Thầm Ma Các Pháp Bất Tương Ưng Lậu 17. A Sá Hoa Chê Quá Thầm Ma A Sá Hoa Chá Các pháp lậu cảnh lậu. Sa Sá Hoa Chê Quá Thầm Ma Nô Chá A Sá Hoa Các pháp cảnh lậu phi lậu. Dạ bệ sư xin sư kính màn hình. 18. A Sá Hoa Chê Quá Thầm Ma A Sá Hoa Sâm Bá Rút Ta Chá Các pháp lậu tương ưng lậu. A Sá Hoa Sâm Bá Rút Ta Chê Quá Thầm Ma Nô Chá A Sá Hoa Các Pháp Tương Ưng Lậu Phi Lậu 19. A Sá Hoa Viết Bá Rít Ta Khô Bá Ná Thầm Mà Sa Sá Hoa Tí A Na Sá Hoa Tí Các Pháp Bất Tương Ưng Lậu Cảnh Lậu Các Pháp Bất Tương Ưng Lậu Cảnh Phi Lậu Những thứ sư con đã đọc xong ạ.
Dạ, xin mời Đạo Hữu Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư, con xin học bài Nhị Đề Tiểu Đỉnh 7. Sapaccaya Thamma các pháp hữu duyên. Sapaccaya Thamma các pháp vô duyên. 8. Sankhata Thamma các pháp hữu vi. Asankhata Thamma các pháp vô vi. 9. Sannidhasana Thamma các pháp hữu kiến. Anidhasana Thamma các pháp vô kiến. 10. Sapatika Thamma các pháp hữu đối chiếu. Apatika Thamma các pháp vô đối chiếu. 11. Rupino Thamma các pháp sắc. Arupino Thamma các pháp vô sắc. 12. Lokiya Thamma các pháp hiệp thế. Lokutara Thamma các pháp siêu thế. 13. Kê Na Chí Viên Nhây Gia Thamma các pháp có phần đáng bị biết. Kê Na Chí Na Viên Nhây Gia Thamma các pháp có phần không đáng bị biết. Ba tụ lậu Asawa Gotaka. 14. Asawa Thamma các pháp lậu. No Asawa Thamma các pháp phi lậu. 15. Sasawa Thamma các pháp có cảnh lậu. Anasawa Thamma các pháp phi cảnh lậu. Asawa Sambayutta Thamma các pháp tương ưng lậu. Asawa Vipayutta Thamma các pháp bất tương ưng lậu. 17. Asawa Chewa Thamma Sasawa Cha các pháp lậu cảnh lậu. Sasawa Chewa Thamma No Cha Asawa các pháp cảnh lậu phi lậu. 18. Asawa Chewa Thamma Asawa Asawa Sambayutta Cha các pháp lậu tương ưng lậu. Asawa Sambayutta Chewa Thamma Cha Asawa các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19. Asawa Vipayutta Khopana Thamma Sasawa Pi Anasawa Pi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu. Các pháp bất tương ưng lậu cảnh phi lậu phi cảnh lậu. Dạ thưa sư, xin hỏi. Dạ xin mời quý vị giơ tay tiếp ạ. Dạ con thưa sư, con xin đọc ạ. Nhị Đề Tiểu Đỉnh. À. Dạ xin mời chị Phương ạ. Dạ xin mời chị Phương. Em thấy thì chị Phương mở mic ạ. Con xin đọc xong có gì sư sửa cho con ạ. Xin chào cả lớp, con thử ạ. Nhị Đề Tiểu Đỉnh. Chú làn ta đã đúc gã. 7. Sapaccaya Thamma các pháp hữu duyên. Apaccaya Thamma các pháp vô duyên. Sankhata Thamma các pháp hữu vi. Asankhata Thamma các pháp vô vi. Sannidhasana Thamma các pháp hữu kiến. Anidhasana Thamma các pháp vô kiến. Sapatika Thamma các pháp hữu đối chiếu. Apatika Thamma các pháp vô đối chiếu. Xin sư kéo lên giúp con ạ. Mười một. Rupino Thamma các pháp sắc. Arupino Thamma các pháp vô sắc. Lokiya Thamma các pháp hiệp thế. Lokuttara Thamma các pháp siêu thế. 13. Pinachi Pinyaya Thamma các pháp có phần đáng bị biết. Kenachi Na Vinyaya Thamma các pháp có phần không đáng bị biết. 3. Phần tụ lậu Asavak Gok Chaka. 14. Asava Thamma các pháp lậu. No Asava Thamma các pháp phi lậu. Sasava Thamma các pháp có cảnh lậu. Anasava Thamma các pháp phi cảnh lậu. 16. Asava Sampayutta Thamma các pháp tương ưng lậu. Asava Vipayutta Thamma các pháp bất tương ưng lậu. 17. Asava Chevathamma Sasava Cha các pháp lậu cảnh lậu. Sasava Chevathamma
chê và tham mà nô cha à sắc và các pháp cảnh lậu phi lậu. 18. À sa và chê và tham mà à sa và sampayutta cha các pháp lậu tương ưng lậu. À sa và sampayutta chê và tham mà nô cha à sa và các pháp tương ưng lậu mà phi lậu. 19. À sa ba vi pa yut ta kho pa na tham ma sa sa va vi a vi ana sa va vi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu mà phi cảnh lậu. Đã được không ạ? Xin cảm ơn sư. Nghe lại đọc âm phát biểu âm ngắn âm dài tí nữa là đọc tốt rồi. Sa thú dạ. Chị Phương Thị Mai là học viên mới thưa sư. Đọc khá tốt, thường mấy người mới đọc tốt học thời gian đọc không được luôn. Dạ thưa sư, con xin đọc. Hai La Mã nhị đề tiểu đỉnh chù lành taraduka 7 sắp bách cha già thầm mà các pháp hữu duyên áp bách cha già thầm mà các pháp vô duyên. 8. Sằng khát tà thầm mà các pháp hữu vi. A sằng khát tà thầm mà các pháp vô vi. 9. Sanida sana thầm mà các pháp hữu kiến. Anida sana thầm mà các pháp vô kiến. 10. Sắp bát khà thầm mà các pháp hữu đối chiếu. Áp bát khà thầm mà các pháp vô đối chiếu. Mười một, rubino thamma các pháp sắc, arubino thamma các pháp vô sắc. 12. Lokiya thamma các pháp hiệp thế, lokuttara thamma các pháp siêu thế. 13. Kenachi vinyaya thamma các pháp có phần đáng bị biết, kenachi na vinyaya thamma các pháp có phần không đáng bị biết. Ba La Mã tụ lậu. Asawa gốc chắc ca. 14. Asawa thăm ma các pháp lậu. No asawa thăm ma các pháp phi lậu. 15. Sasawa thăm ma các pháp có cảnh lậu. Anasawa thăm ma các pháp phi cảnh lậu. 16. Asawa sambayutta thamma các pháp tương ưng lậu. Asawa vipayutta thamma các pháp bất tương ưng lậu. 17. Asawa chewa thamma sasawa cha các pháp lậu cảnh lậu. Sasawa chewa thamma no cha asawa các pháp cảnh lậu phi lậu. Người tám, asawa chewa thamma asawa sambayutta cha các pháp lậu tương ưng lậu. Asawa sambayutta chewa thamma no cha asawa các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19. Asawa vipayutta kobana thamma sasawa pi anasawa pi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ chắc hết người muốn đọc rồi đó thưa sư. Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Nghe để tập đọc lại ha. Nhị đề tiểu đỉnh chô lanh tara đúc cát. Số 7 sapachaya thamma các pháp hữu duyên. Apachaya thamma các pháp vô duyên. Số 8 Sangata thamma các pháp hữu vi. Asangata thamma các pháp vô vi. Số 9 Sanidassana thamma các pháp hữu kiến. Anidassana thamma các pháp vô kiến.
Số 10, Sapatika Thamma, các pháp phụ đối chiếu. Apatika Thamma, các pháp vô đối chiếu. 11, Rupino Thamma, các pháp sắc. Arupino Thamma, các pháp vô sắc. Lokiya Thamma, các pháp hiệp thế. Lokuttara Thamma, các pháp siêu thế. 13, Kenachi Vinyaya Thamma, các pháp có phần đáng bị biết. Kê nói chí ná huynh nhi gia tham ma, các pháp có phần không đáng bị biết. Tu lầu a sa wa gối chất cá. 14, a sa wa tham ma, các pháp lầu. Nô a sa wa tham ma, các pháp phi lầu. 15, sa sa wa tham ma, các pháp có cảnh đầu. A na sa wa tham ma, các pháp phi cảnh đầu. 16, Asawa Sambhayuta Thamma, các pháp tương ưng lậu. Asawa Vipayuta Thamma, các pháp bất tương ưng lậu. 17, Asawa Chiwa Thamma Sasawa Chak, các pháp lậu cảnh lậu. Sasawa Chiwa Thamma No Chak Asawa, các pháp cảnh lậu phi lậu. 18, Asawa Chiwa Thamma Asawa Sambhayuta Chak, các pháp lậu tương ưng lậu. Asawa Sambhayuta Chiwa Thamma No Chak Asawa, các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19, Asawa Vipayuta Khopana Thamma Sasawa Pi Anasawa Pi, các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Chúng ta nghe cái thay đó để chúng ta tập đọc lại. Phần nhị đề tiểu đỉnh này thì mình đã học được 4 đề, 5 đề, nó còn 2 đề nữa, đó là nhị đề hiệp thế và nhị đề tâm ứng tri. Và hôm nay đó là phần nhị đề hiệp thế lô y giác đúc cá, nhị đề số 12. Trong nghe nhị đề hiệp thế này thì mình có câu pháp số 23 24. 23 thì mình có đó là lô ký gia tham ma, các pháp hiệp thế. 24 là lô cốt ta ra tham ma, các pháp siêu thế. Các pháp siêu thế thì trong phần này đó đã là sắp sẵn để tí nữa chúng ta đọc cho sư cái phần sau, phần nhị đề hiệp thế siêu thế này, thì nhị đề hiệp thế này ngắn này sư đọc luôn. Ở mùa trang 285 mục số 706, thế nào là các pháp hiệp thế? Các pháp thiện bất thiện vô ký thành cảnh lầu thuộc hiệp thế, thuộc nghiệp giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Đây là các pháp hiệp thế. Thế nào là các pháp siêu thế? Các đạo siêu thế, các quả của đạo và vô vi giới. Đây là các pháp siêu thế. Thì đó là cách trình bày ngắn gọn ở trong chánh tạng.
Vậy thì ở đây cho chúng ta biết là các pháp hiệp thế ở đây là gì? Các pháp hiệp thế ở đây là gì? Là trong đây nói sao? Các pháp hiệp thế đó là pháp bất thiện, pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hoặc là nếu mình ta nói theo uẩn đó là sắc thọ tưởng hành thức uẩn. Thì ở đây mình có thể liệt kê bằng bất cứ cách nào, tùy theo mình muốn nói ở cái khía cạnh nào, mình chia nhóm như thế nào mình liệt kê. Cái đó nó có nhiều cách liệt kê khác nhau. Thì ví dụ ở trong đây đó, nếu mà chúng ta liệt kê theo ở trong danh tạng này, chúng ta liệt kê đó là các pháp thiện. Các pháp thiện tức là những cái pháp nào đó là nó thuộc về tâm thiện, ngoài trời tâm siêu thế. Ở đây nó là lĩnh vực pháp hiệp thế, cho nên nó phải là ngoài trừ pháp siêu thế. Thì tâm thiện, rồi các tâm sở phối hợp với tâm thiện, tâm bất thiện, các tâm sở phối hợp với tâm bất thiện, rồi tâm vô ký. Trong tâm vô ký này sở dĩ ở trong chánh tạng này để thêm cho mình đó là thành cảnh lầu thuộc dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Để mình không có nhầm lẫn, tại tâm vô ký ở đó, tâm vô ký là nó có hai loại tâm, đó là tâm quả và tâm tố. Mà trong tâm quả thì nó có tâm quả siêu thế, cho nên ở đây người ta không có nói tâm vô ký không, mà tâm vô ký là thành cảnh lầu, tức là bị tham tạc kiến biết được, bị tham tạc kiến biết được, thì nó mới thuộc là pháp hiệp thế. Pháp hiệp thế. Hoặc là người ta liệt kê theo cách là năm uẩn, đó là sắc uẩn. Sắc uẩn thì phần 28 sắc pháp, thọ uẩn, tâm sở thọ, tưởng uẩn thì tâm sở tưởng, hành uẩn thì chỉ cho 50 tâm sở. Rồi thức uẩn thì chỉ cho các tâm hiệp thế ngoài 40 tâm siêu thế. Thì có nhiều cách liệt kê khác nhau. Ở đây mình liệt kê đó là 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, rồi 52 tâm sở phối hợp với các tâm này. Phần sắc pháp thì mình có 28 sắc pháp. Phần 28 sắc pháp. Và cách liệt kê này á, cái liệt kê này thì phần tâm á, mình liệt kê theo lĩnh vực. Lĩnh vực dục giới, lĩnh vực sắc giới, lĩnh vực vô sắc giới, rồi siêu thế, nhưng mà siêu thế nó không vào ở trong trường hợp này thì nó cũng kệ nó. Còn tâm sở là những tâm mà có mặt trong các tâm trên. Tâm sở nó có những tâm có mặt trong các tâm trên. Rồi 28 sắc pháp. Từ các liệt kê đó thì chúng ta có được chi pháp của các pháp hiệp thế đó là gì? Là 81 tâm hiệp thế hợp với 52 tâm sở. Hợp với 52 tâm sở và 28 sắc pháp. Năm hai tâm sở, 28 sắc pháp. Có pháp số 2, tức là có pháp số 24, Lokottara Dhamma, các pháp siêu thế. Các pháp siêu thế. Các pháp siêu thế ở đây đó là chỉ cho tâm đạo, tâm quả. Tâm đạo, tâm quả. Rồi những tâm sở phối hợp với tâm đạo, tâm quả này và niết bàn. Đó là cái tức là ngoài các pháp còn lại của tâm, các pháp còn lại ngoài các pháp hiệp thế thì đó là các pháp siêu thế. Này mình nói trong lĩnh vực tâm các pháp chân đế thôi, pháp chế định thì mình không có nói ở trong đây. Ở trong đầu đề nhị, đầu đề tam này mình không nói đến các pháp chế định, mình chỉ nói thuần tí là bốn pháp chân đế. Bốn pháp chân đế.
Thì vậy từ cách tính chi pháp này á, thì chúng ta có được cái tên gọi của tên gọi của nhì đề này, đó là vì tên gọi á, cái tên của nhì đề đó là nhị đề hiệp thế, à, nhị đề hiệp thế. Nhưng mà trong cái câu pháp á, chúng ta thấy là nó là có các pháp hiệp thế, các pháp si thế. Như vậy tên nhị đề này là lấy một cái tên theo một cái câu pháp đầu tiên, à, cho nên nó là chiếc bánh. Trong cách tính tâm và tâm sở, sắc pháp và niết bàn thì mình lấy đầy đủ, cho nên ở đây nó là nhị đề chiếc bán nhưng mà nó vô dư, nhị đề chiếc bán vô dư. Đó là phần nhị đề số số 12, nhị đề số 12 trong phần tiểu định. Thì chúng ta chuyển sang học thêm một cái nhị đề, nhị đề cuối của phẩm của phần nhị đề tiểu định, đó là nhị đề tâm ứng tri. Kỳ nói chí nhị gia, nhị gia đúc cá. Thì ở đây mình có câu pháp số 25-26. 25 đó là kê nói chí nhị gia tham ma các pháp có phần đáng bị biết. 26 là kê nói chí ná nhị gia tham ma các pháp có phần không đáng người biết. Ở trong này phần trong chánh tạng giải thích khá dài, giải thích khá dài. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại để xem cho sẽ giải thích như thế nào và chúng ta hiểu như thế nào sau khi chúng ta đọc qua cái phần chánh tạng này. Giờ ai có sách thì lật cho sư trang 285 ở mục 707 mình đọc hết cái phần phần giải thích về cái phần nhị đề tâm ứng tri này. Có ai có sách sẵn không? Dạ con cũng có. Dạ 707. Thế nào là các pháp có phần đáng bị biết và không đáng bị biết? Những pháp nào đáng mắt biết thì những pháp ấy không đáng tai biết, hoặc những pháp nào đáng tai biết thì những pháp ấy không đáng mắt biết, những pháp nào đáng mắt biết thì những pháp ấy không đáng mũi biết, hoặc là những pháp nào đáng mũi biết thì những pháp ấy không đáng mắt biết, những pháp nào đáng mắt biết thì những pháp ấy không đáng lưỡi biết, hoặc là những pháp nào đáng lưỡi biết thì những pháp ấy không đáng mắt biết, những pháp nào đáng mắt biết thì những pháp ấy không đáng thân biết, hoặc là những pháp nào không đáng thân biết thì những pháp ấy không đáng mắt biết, những pháp nào đáng tai biết thì những pháp ấy không đáng mũi biết, hoặc những pháp nào đáng mũi biết thì những pháp ấy không đáng tai biết, những pháp nào đáng tai biết thì những pháp ấy không đáng lưỡi biết, hoặc những pháp nào đáng lưỡi biết thì những pháp ấy không đáng tai biết, những pháp nào đáng tai biết thì những pháp ấy không đáng thân biết, hoặc những pháp nào đáng thân biết thì những pháp ấy không đáng tai biết, những pháp nào đáng tai biết thì những pháp ấy không đáng mắt biết, hoặc những pháp nào đáng mắt biết thì những pháp ấy không đáng tai biết, những pháp nào đáng mũi biết thì những pháp ấy không đáng lưỡi biết, hoặc những pháp nào đáng lưỡi biết thì những pháp ấy không đáng mũi biết, những pháp nào đáng mũi biết thì những pháp ấy không đáng thân biết, hoặc là những pháp nào đáng thân biết thì những pháp ấy không đáng mũi biết, những pháp nào đáng mũi biết thì những pháp ấy không đáng mắt biết, hoặc những pháp nào đáng mắt biết thì những pháp ấy không đáng mũi biết, những pháp nào đáng mũi biết thì những pháp ấy không đáng tai biết, hoặc là những pháp nào đáng tai biết thì những pháp ấy không đáng mũi biết, những pháp nào đáng lưỡi biết thì những pháp ấy không đáng thân biết, hoặc là những pháp nào đáng thân biết thì những pháp ấy không đáng lưỡi biết, những pháp nào đáng lưỡi biết thì những pháp ấy không đáng mắt biết, những pháp nào đáng mắt biết thì những pháp ấy không đáng lưỡi biết, những pháp nào đáng lưỡi biết thì pháp ấy không đáng tai biết,
hoặc là những pháp nào đáng tai biết thì những pháp ấy không đáng lưỡi biết, những pháp nào đáng lưỡi biết thì những pháp ấy không đáng mũi biết, hoặc là những pháp nào đáng mũi biết thì những pháp ấy không đáng lưỡi biết, những pháp nào đáng thân biết thì những pháp ấy không đáng mắt biết, hoặc những pháp nào đáng mắt biết thì những pháp ấy không đáng thân biết, những pháp nào đáng thân biết thì những pháp ấy không đáng tai biết, hoặc những pháp nào đáng tai biết thì những pháp ấy không đáng thân biết, những pháp nào đáng thân biết thì những pháp ấy không đáng mũi biết, hoặc là những pháp nào đáng mũi biết thì những pháp ấy không đáng thân biết, những pháp nào đáng thân biết thì những pháp ấy không đáng lưỡi biết, hoặc là những pháp nào đáng lưỡi biết thì những pháp ấy không đáng thân biết. Đây là những pháp có phần đáng bị biết và không đáng bị biết. Dạ, thưa sư hết ạ. Nghe đọc gì các tử muốn biết ở trong Kinh Tạng muốn đề cập tới gì không? Dạ, tới năm căn ạ. Căn nào thì biết cảnh của căn đó ạ. Tức là liên quan đến bài học còn học trước đây đó, liên quan đến cảnh. À, liên quan đến cảnh. Thì cái phần này đó chúng ta sẽ ôn lại cái phần mà tâm biết được cảnh nào và không biết được cảnh nào, thì chúng ta sẽ giải thích được cho cái đề này. Giải thích được cho cái đề này. Bây giờ cảnh mình nói tóm tắt thì mình có mấy cảnh? Dạ, 6 cảnh. Mình có 6 cảnh. Đó là mình có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí hay cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Giờ mình xem cảnh sắc thôi. Cảnh sắc tâm nào có thể biết được cảnh sắc? Dạ, tâm nhãn thức, hai tâm nhãn thức ạ. Hai tâm nhãn thức là chắc chắn biết được cảnh sắc. Ngoài ra hai tâm nhãn thức có thể biết được tâm nào khác không? Còn biết được cảnh nào khác? Không. Như vậy thì cái tâm nhận thức này á, tâm nhận thức này đó là các phần đáng bị biết, hay là các phần, các pháp mà được tâm nhận thức này biết á, thì nó chỉ là gì? Biết cảnh sắc. Nó chỉ là cảnh sắc. Ngoài cái kia ra, ngoài cảnh sắc ra là không biết được cái gì hết. Nó không biết được cảnh khác nữa. Dạ. Thì cái phần mà biết được đó thì nó thuộc về câu thứ nhất. Còn cái phần mà tâm nhãn thức không thể biết được á, thì nó thuộc về câu thứ hai. Câu pháp thứ hai. Ngoài ra cảnh sắc á, còn có tâm nào biết nữa? Còn có tâm nào biết được cảnh sắc? Còn có tâm nào biết được cảnh sắc nữa? Có không? Có tâm nào biết được cảnh sắc nữa không? Còn có tâm nào biết được cảnh sắc nữa không? Tâm thông thưa sư. Tâm gì? Tâm thông. Tâm gì? Tâm thông thưa sư. Tâm thông. Để tâm gì nữa? Đã. Tâm đại thiện thì biết được nhiều cảnh. Nhưng mà tâm đại thiện có biết được cảnh sắc không? Không. Sao mà biết tâm đại thiện không biết được cảnh sắc? Lý do là sao? Nó không biết được cảnh sắc. Lý do là sao? Giải thích làm sao mà nói tâm đại thiện không biết được cảnh sắc? Tâm đại thiện biết được cảnh sắc nhưng mà biết bất định, còn nhãn thức thì biết nhất định. Nhưng mà là biết rồi. Dạ, biết nhưng mà biết bất định, biết nhiều. Quan trọng là có biết hay không. Dạ, biết. Thì cần biết là nó được kể vào ở trong câu pháp này. Dạ, cả tâm bất thiện. Thì cần là biết là kể vào ở trong câu pháp này. Cái phần này nó không phải là quan trọng ở là bất định hay là nhất định. Và cái phần ở trong cái nhị đề này quan trọng tâm nào nó có thể biết được cảnh nào thì người ta liệt kê nó vào trong trường hợp đó. Lý do tại sao biết tâm thiện biết được cảnh sắc?
lý do tại sao mình biết được tâm thiền, biết được cảnh sắc? Dạ, vì tâm nó bắt cảnh. Tâm bắt cảnh thì nó cũng có thể bắt cảnh này cảnh kia. Nhưng mà bây giờ mình sao mà mình biết được tâm bất thiện, biết được cảnh sắc? Tâm tham có biết được cảnh sắc không? Dạ có. Tâm sân có biết được cảnh sắc không? Nói chung là tâm bất thiện có biết được cảnh sắc không? Dạ có. Lý do tại sao? Giải thích làm sao mà nào nói là cho người ta hiểu đó là tâm bất thiện biết được cảnh sắc? Dạ, tại cảnh sắc thì có cảnh thiện và cảnh bất thiện. Không đúng. Chưa đúng hả thầy sư? Cái câu hỏi này nó liên quan đến lộ trình tâm. À, bây giờ mình xem là cảnh sắc á, nó xuất hiện cái ở trong trường hợp lộ trình tâm nào, tâm nó xuất hiện ở trong trường hợp lộ trình tâm nào để nó biết được cảnh sắc. Dạ, này nó à. ở lộ động lực, nó bắt cảnh sắc ở lộ động lực. À, lộ tâm ngũ môn, à, lộ tâm ngũ môn. Ngũ môn nhưng mà ở lộ động lực. Lộ tâm ngũ môn. À, thì ví dụ ở trong trường hợp cảnh sắc mà lộ nhãn thức thì sao, nhãn thức là gì? Sau nhãn thức là tâm thức tiếp thâu, tiếp thâu quan sát định. Rồi xác định, sau đó là rồi động lực. Thì động lực ở trong trường hợp đó nó có thể động lực gì? Thiện hoặc bất thiện. Động lực tham, nếu mà bất thiện thì động lực tham, động lực sân hoặc là động lực si. Nếu mà thiện thì đó là động lực thiện. À, còn nếu mà tâm tố thì động lực là tố. Thì ở trong trường hợp đó cho chúng ta thấy là tâm thiện, tâm bất thiện nó hoàn toàn biết được cảnh sắc, tại nó xuất hiện ở trong lộ trình tâm ngũ môn mà. Ở trong lộ trình tâm ngũ môn mà. Nhưng mà nếu mà ở trong trường hợp mà nó xuất hiện ở trong lộ trình tâm ý môn, à, lộ trình tâm ý môn, thì lộ trình tâm ý môn nó có cảnh gì? Cảnh pháp. À, lộ trình tâm ý môn thì nó là cảnh pháp. Trong trường hợp đó người ta muốn mình giải thích ở trường hợp như vậy. À, nên ở đây đó cái nói sáu cảnh thì mình biết rồi ha. Bây giờ mình nói cảnh sắc luôn đi. Thì cảnh sắc á, mình có 48 tâm có thể biết được. À, trong đó là mình chỉ trừ là vui thích. Tức là gì? Là thể thất hai tâm, thân thất tâm. Nhãn nhị tỷ thiệt thân. Mình ta các trong sân thức á, một trường hợp thôi, tức là nó biết cảnh nào thì nó chỉ biết được một cái cảnh đó, một sân thức. Những trường hợp còn lại thì nó không biết được. Thì đang ở trong trường hợp nào và nó biết được cảnh đó thì nó được xem đó là nó được liệt kê vào trong trường hợp đó là các pháp có phần đang bị biết. Còn ở trong trường hợp nào mà nó không, thí dụ ở trong trường hợp này bốn đôi tức này nó được liệt kê vào trường hợp đó là các pháp có phần không đáng bị biết. À, thì tương tự. À, tương tự ở cảnh thinh thì cũng vậy. Cảnh thinh thì chỉ nhị thức. Nếu mà nói về cố định, bất định thì hai tâm nhị thức nó là cố định. Thì bốn đôi thức còn lại thì hai tâm nhị thức ở trong trường hợp này nó được liệt kê vào trong câu pháp thứ nhất. Nhưng mà bốn đôi thức còn lại thì nó lại được liệt kê vào câu pháp thứ hai. Câu pháp thứ hai. Trường hợp lại thì các trường hợp biết, các trường hợp bất định á, thì nó vừa biết được cái này mà nó vừa biết được cái kia.
thì chúng ta thấy là ví dụ ở trong trường hợp mà mắt thấy cảnh sắc á, nếu mà cảnh sắc đẹp thì tâm tham nó sinh khởi, nếu mà cảnh sắc xấu thì tâm sân nó sinh khởi. Thì đó là trường hợp với cảnh sắc. Nhưng mà nếu bây giờ cái lộ trình tâm nó đang là cảnh thinh, cảnh thinh, thì nếu mà cảnh thinh mà nghe vừa lòng hợp với ý của mình thì lúc giờ tâm tham nó cũng có thể sinh khởi, hoặc là không vừa lòng thì tâm sân nó cũng có thể sinh khởi. Dạ, thì tương tự đối với các cảnh còn lại, các cảnh còn lại thì chúng ta thấy là các tâm còn lại nó vừa biết được cái này vừa biết được cái kia, vừa biết được cái này vừa biết được cái kia. Cho nên ở đây nó được liệt kê vào trường hợp đó là các pháp có phần nắm bị biết. Tương tự đối với cảnh vầy, cảnh xúc và cảnh pháp. Cảnh pháp, cảnh vầy thì nó cũng có 48 tâm biết ở lộ cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc này á, nó xuất hiện ở lộ ngũ môn. Mà lộ ngũ môn thì nó giống nhau hết, nó chỉ trừ đó là nó có năm đôi thức. Trong trường hợp đôi thức nào biết thì bốn đôi thức còn lại nó bị loại bỏ đi, nó bị loại bỏ đi. Thì trường hợp nào lấy thì nó thuộc về câu pháp thứ nhất, trường hợp nào không lấy thì nó thuộc về câu pháp thứ hai. Về câu pháp thứ hai rồi. Cảnh pháp thì có 110 tâm biết, 110 tâm biết. Thì 110 tâm biết ở đây đó là mình cái ví dụ như là 15 tâm sắc giới, 15 tâm sắc giới nó biết thuần tí là cảnh pháp, thuần tí là cảnh pháp. Rồi 12 tâm vô sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Thì các pháp này á, ý là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm vô tâm siêu thế, các tâm này nó biết cố định về cảnh pháp. Vì các tâm này sao, nó chỉ xuất hiện đó là ở lộ trình tâm ý môn, ở lộ trình tâm ý môn. Còn tâm tham, tâm sân hoặc là tâm si hay là tâm thiện á, nó có thể là ở lộ trình tâm ngũ môn, nhưng mà nó cũng có thể là ở lộ trình tâm ý môn. Nhưng mà ở nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á, thì nó chỉ xuất hiện đó là ở lộ trình tâm ngũ môn, ở trình tâm ngũ môn. Rồi còn lại là 41 tâm ý giới, tức là 12 tâm bất thiện, 5 tâm vô nhân ngoài trừ bổn sung thức và 3 ý giới và 24 tâm dục giới tình hảo, 24 tâm dục giới tình hảo. Thì ở đây ngoài trừ ngũ sung thức là biết rồi, tại ngũ sung thức thì nó chỉ xuất hiện ở trong lộ trình tâm ngũ môn thôi, cho nên nó không biết cảnh pháp được. Cảnh pháp nó chỉ có mặt ở trong trường hợp đó là lộ trình tâm ý môn, cho nên lộ ngũ môn ngũ sung thức nó không biết được cảnh pháp. Rồi thêm 3 ý giới, 3 ý giới này sao mà nó cũng không biết được cảnh pháp. 3 ý giới ở đây đó là tâm khai ý môn với lại hai tâm tiếp thâu. Thì tâm khai ý môn á, nó chỉ làm việc chứ mở cửa ngũ môn, nó chỉ làm việc mở cửa cho lộ tâm ngũ môn, cho nên nó cũng không xuất hiện ở lộ trình tâm ý môn, cho nên nó không có biết cảnh pháp.
hai tâm tiếp thâu á, thì chúng ta thấy là ở lộ trình tâm y môn á, sau sau khai y môn là lập tức là gì, là tái tâm gì sau tâm khai y môn, là tới tâm tâm lực nhận thức nhĩ thức ý môn mà là động lực tiến hay ý môn thì là động lực, động lực tức là sau sau khai ý môn là nó động lực liền, sau khai ý môn thì nó động lực liền, cho nên nó không có phần tiếp thâu, nó phần tiếp thâu, cho nên hai tâm tiếp thâu á nó cũng không có mặt ở lộ trình tâm ý môn, bởi vì nó không có mặt ở lộ trình tâm ý môn á, cho nên nó cũng không biết hành pháp. Dạ, nó cũng không bị cảnh pháp. Giờ chúng ta xét tí thêm tí là tâm quan sát. Thì chúng ta thấy là trong lộ trình tâm ngũ môn, lộ trình tâm y môn á, nó cũng không có đó là quan sát. Tức là sau y môn đó là động lực. Như vậy tại sao cái tâm y, cái ba tâm quan sát á, nó được kể là biết được cảnh pháp, lý do tại sao? Nó làm na cảnh ở trong lộ ý. Đúng rồi, tại nó còn ngoài làm cái việc quan sát á, nó còn làm việc na cảnh. Thì ba tâm quan sát mà biết được cảnh pháp ở trong trường hợp này ấy, nó chỉ biết được khi mà nó đóng vai trò đó là làm việc na cảnh. Còn nếu mà nó làm việc quan sát thì nó không có phải, nó không biết được cảnh pháp. Tại ở trong lộ y môn nó có sát na tâm quan sát. Thì đó là cách giải thích tại sao mà có cái này và không có cái kia. Và cái nào nó có ở trường hợp nào thì nó thuộc về cái câu pháp. Ở trường nào thì nó sẽ thuộc về cái câu pháp thứ nhất. Còn nó không có được ở trường hợp nào thì nó sẽ thuộc cái câu pháp thứ hai, chi pháp của câu pháp thứ hai. Dạ. Như vậy qua cái phần, qua cái phần liệt kê về tâm biết cảnh này á, về tâm biết cảnh này á, thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta sẽ có được cái chi pháp của câu một là gì, chi pháp của câu một là gì, chi là tâm, tâm sở xuất phát, nhưng mà tính hơn tâm, tâm sở xuất phát, tâm sở niết bàn luôn, mà tại vì sư không đề cập niết bàn, luôn ra là còn phải niết bàn nữa, tại cái này mình đang nói về cảnh, đang nói về về cảnh, tức là tâm nào nó biết được cái, đúng ra là ở trong trường hợp này á, tại ở trong trường hợp này thì tâm siêu thế, tâm siêu thế cảnh niết bàn, đúng là niết bàn nó cũng thuộc cảnh pháp hả? Dạ. Cảnh pháp. Nhưng mà trong trường hợp này mình nói về tâm biết được cảnh thì 15 tâm sắc giới. Mình đang nói tâm biết về cảnh mà, cho nên mình tại niết bàn thì thuộc về cảnh pháp, ở trong trường hợp này nó bị niết bàn được, nhưng mà cái pháp á thì lệ kia niết bàn được. Ở trường hợp này mình đang nói về về tâm biết cảnh thì cái cảnh niết bàn ở đây nó thuộc vào ở trong cảnh pháp. Nó thuộc về cảnh, cảnh pháp và tâm biết được cảnh niết bàn. Recording in progress. Hết là lấy cả đó là tâm hay một rồi 52 tâm sở, 28 sắc pháp và niết bàn, và niết bàn.
Rồi còn các pháp không thành, không đúng phần không đáng bị giết ấy, thì em sẽ liệt kê nó ra là trường hợp gì. Không đáng bị biết thì mình liệt kê ra mình tìm chi pháp như thế nào. Thì không đáng bị biết ở đây đó là mình liệt kê theo trường hợp, tùy theo trường hợp. Thế bây giờ chúng ta sẽ lấy chi pháp cái phần câu một thứ đi. Thứ cho nó gọn. Pháp chân đế đề cập trên phương diện sạch, tức là trên phương diện mà tâm biết được, trên phương diện tâm biết được thì nó sẽ tùy theo trường hợp, nói là nói chung như vậy. Nhưng mà nếu mình kể chi tiết thì mình phải kể theo cách mà mình liệt kê ở phần trên lúc nãy. Thì mình phải hiểu là sao? Nhãn thức ở đây nó chỉ là nó thuộc chi pháp của câu này, chỉ ở trong trường hợp gì? Chỉ trong trường hợp là nó biết được cảnh sắc thôi. Chứ mình không thể liệt kê nó vào trong trường hợp là biết được cảnh thinh. Mình tả trong chánh đoạn nãy giải thích chúng ta cho dài ra đó, giải thích kiểu đó đó, tức là nó chỉ biết cái này thôi nhưng mà nó không biết cái kia. Dạ. Hoặc là giống như trường hợp là nãy mình trong cái tính chi tiết nãy mình có là ba ý giới, ba ý giới thì trong đó mình có là tâm khai ngũ môn với hai tâm tiếp thâu, thì ba tâm đó đó nó chỉ biết ở trong trường hợp đó là lộ trình tâm ngũ môn. Và nó nếu mà nó xuất hiện ở trong trường hợp cảnh pháp thì nó biết được cảnh pháp, cảnh thinh thì nó biết được cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc gì đó, nó tùy theo trường hợp mà nó biết được. Thì nó sẽ thuộc về câu pháp này. Câu pháp này thì, ở đây là cái cách mà mình tính chi pháp chung. Không nói chi tiết thì mình phải phân tích giống sư nói lại, mình liệt kê qua ra cái các cảnh đó rồi mình xem coi trường hợp nào nó biết để mình liệt kê chi pháp vào trong đó, trường hợp nào nó không biết thì mình quăng nó ra để lát mình sắp nó vào trong trường hợp chi pháp hai, chi pháp của câu hai. Trường hợp câu hai pháp có phần không đáng bị biết đó, ví dụ như là nhãn thức biết được cảnh sắc nhưng không biết được cảnh thinh, thì đối với trường hợp cảnh thinh á, nhãn thức nó thuộc về câu chi pháp thứ hai, chi pháp của câu hai. Thì tương tự đối với trường hợp nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thanh thức, ba tâm ý giới, thì đó là nếu mình liệt kê theo trường hợp trên, nhưng mà mình tính mình nói tổng quát á, ví dụ như là tâm tham, bây giờ trong tâm tham á, mặc dù nó tâm tham nó biết gì cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, tham nó không biết được gì. Nó không biết, tức là nó không biết không gì, biết không biết cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, nó không biết. Thì nếu mà nó xuất hiện trong trường hợp cảnh pháp tình tâm mà nhãn môn, thì các tâm động lực đó nó sẽ không biết được. Ở trong trường hợp cảnh xảy ra lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thanh và lộ ý. Cho nên ở trong trường hợp đó sao, đối với lỗi nếu mà nó xuất hiện ở trong mình đang nói ở trong trường hợp lỗi nhãn môn, thì đối với trường hợp lỗi nhĩ, lỗi tỷ, lỗi thiệt, lỗi thanh, lỗi ý, các pháp đó nó được liệt kê vào trường hợp là sao, là chi pháp của câu hai, chi pháp của câu hai. Tương tự ví dụ như là trong lộ trình tâm ngũ môn, trong trường hợp mà nhĩ thức thế gì tự nghe kinh mình hoan hỷ, tâm thiện nó sanh khởi, tâm thiện nó sanh lộ trình ngũ môn, trường hợp đó nó chỉ biết được cảnh gì,
nó chỉ biết được cảnh thân thôi, còn cảnh sắc, cảnh cảnh vị, cảnh xúc, cảnh khí và cảnh pháp thì hoàn toàn không biết. Thì như vậy sao? Đối với lộ những trường hợp còn lại, trường hợp cảnh thinh và tâm có, nó là câu pháp thứ nhất. Nhưng mà nếu mà sau năm cảnh còn lại thì nó lại được liệt kê vào tâm, cái chi pháp của câu hai. Tóm lại là nó lấy hết chi pháp câu một, câu hai. Cho nên nó mới có trường hợp đó là các pháp có phần ngã bị biết á, chi pháp đó là tất cả. Khi mà nó trở thành là đối của một số ta không thể biết được. Tức là trong trường hợp mà nó sẽ được liệt kê vào trường hợp là các không đáng bị biết. Không đáng bị biết. Tại cái cách liệt kê chung chung mà mình không giải thích, mà cái bài này mà chúng ta không liên hệ đến cảnh là nhiều khi nói qua nói lại chúng ta rất là khó hiểu. Nhưng mà khi mà chúng ta liệt kê ra cái cảnh rồi, rồi liên hệ đến lộ trình tâm, liên hệ đến lộ trình tâm thì nói là chúng ta hiểu liền. Nếu mà các thể nào mình vào sau mình chưa học được cái lộ trình tâm, rồi chưa học cái bài cảnh, tìm ra cái này người ta nói dùng do mình nhìn vào ở trong đây là mình không hiểu, không có hiểu được bài. Cho nên phải liên, trước tiên đó là tại nó liên quan đến trường hợp là tâm biết được cảnh nào và tâm không biết được cảnh nào, hay là cảnh nào được tâm biết và cảnh nào không được tâm biết. Thì mình dựa trên đó thấy bắt đầu mình liệt kê ra và trường hợp nào thì nó chỉ biết được. Nếu mà nó xảy ra ở trong trường hợp A thì trường hợp B nó không thể biết được, thì mình sẽ bắt đầu mình mới liệt kê cái chi pháp đó ra, từng phần. Còn đây người ta nói chung chung, cách nói chung chung để nói chi tiết là mình phải nói giống như cái phần trên lúc này. Thì phần này, từ cái phần này thì mình mới phân ra nhận thức được cảnh sắc, biết được cảnh thì nhận thức và cảnh thức. Còn nếu mà nhận thức nó không biết được cảnh thinh thì tương tự các tâm mà nó sanh khởi ở trong lộ trình tâm nhận thức đó nó cũng không biết được cảnh thinh. Thì một loạt các tâm đó ở trong trường hợp đó thì nó là các pháp không đáng bị biết đối với cảnh thinh. Đây đó là cái phần hiểu chi tiết của cái bài học này, hiểu chi tiết của cái bài học này. Nếu mà ai mà còn nhớ lại được cái bài cảnh, còn nhớ được cái lộ trình tâm mà nãy sư hỏi vòng vòng nó đại cấp tính, nhớ lại lộ trình tâm ấy, nhưng mình không có nhớ. Và cái này đó là cái liên quan cái bài học, liên quan đến bài học. Và các phần này thì lúc mà học cơ bản mà như sư, ví dụ như là khi mà dạy các bài hầu như phần nào đó mình cũng có liên quan đến cảnh, liên quan đến nhân, liên quan đến tương ưng. Thì lúc đó nếu bây giờ mình các tự tử ôn lại các bài đó thì chúng ta sẽ thấy là đến khi mình học cái phần nhị đề này có một số trường hợp mình các bạn mà bây giờ người ta nói qua nó bắt được liền. Và mình hiểu nó không phải là hiểu chung chung giống như cách mà liệt kê chi pháp đó, là tức là tất cả pháp chân đế là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Mà ví dụ người ta đặt trường hợp ra, cho ví dụ trường hợp cụ thể, những khi mình đặt ví dụ cũng được. Sự ví dụ các tử nói về tâm tham, cái người ta bắt ngay cái tâm tham đó là tâm tham làm sao nó biết được cảnh, tâm tham tại sao nó biết được cảnh sắc,
và tại sao nó không biết được cảnh sắc. Dạ. Yeah. Lúc đó mà mình không nhớ lộ trình tâm giải thích không nổi. Tại sao tâm tham mà biết được cảnh sắc và tâm tham không biết được cảnh sắc? Dạ. Thì tâm tham khi mà nó xuất hiện trong lộ trình tâm nhãn thức thì lúc bây giờ nó mới biết được cảnh sắc. Còn nếu là tâm tham mà nó xuất hiện ở trong lộ trình tâm nhĩ thức thì nó hoàn toàn nó biết được cảnh sắc. Nó không biết được. Dạ. Thì từ cái thí dụ đó chúng ta suy ra những nhiều trường hợp khác nhau. Tức mình tự đặt mình đặt ra cái thí dụ để mình hiểu được cái chi tiết của như thế này. Để người ta hỏi mình còn biết mình trả lời, chứ nhiều khi thật thì thấy dễ quá mà đến khi người ta đặt câu mình trả lời cũng được. Rồi đó là phần mới học được hai nhị đề. Thôi vậy bữa nay mình tạm hai nhị đề này đi. Hai nhị đề này. Thì sao chúng ta sẽ học tiếp phần phần thứ ba, đó là nhị đề lậu này cũng là một trong những nhị đề khá hay. Tại phần này mình gặp nhiều ở trong kinh tạng, thôi bây giờ chúng ta tạm dừng ở đây. Rồi xin cảm ơn lại cha Trung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Recording stop. Sa thú. Bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Đã kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Phật hồi hướng. Akasattha chakumattha devanaga mahittika Bunyang no anumodam tu chirang rakham tu sasanam akasattha chakumattha devanaga mahittika Bunyang no anumodam tu chirang rakham tu no garu akasattha chakumattha devanaga mahittika Bunyang no anumodam tu chirang rakham tu nyatayo akasattha chakumattha devanaga. Akasattha chakumattha devanaga mahittika bunyang no anumodam tu chirang rakham tu no sada idang watano punyang asawakkhaya wahang ho tu anagate kale. Sa thú. Buổi học diệu pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21 giờ giờ Việt Nam. Dạ chúng con kính chúc sư Tinh Tuệ, dạ kính chúc quý sư, quý cô tu nữ mạnh khỏe và an vui. Kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống. Dạ kính mời lớp nghỉ ạ. Chào đạo tràng, chào đạo tràng, chào nhà. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư được nhiều sức khỏe ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ, con chào cả lớp ạ. Rồi chúc lớp sức khỏe. Rồi lớp nghỉ ha.